Cận kề Tết Nguyên đán, thị trường xe tại Việt Nam vẫn ghi nhận các động thái thúc đẩy doanh số từ phía showroom. Trong đó, mẫu crossover 5 cộng hai chỗ bán chạy nhất năm 2020 là Hyundai Santa Fe đang được giảm 60 triệu cho phiên bản máy dầu cao cấp, đưa mức giá mua thực tế xuống còn khoảng 1 tỷ 180 triệu. Một đại lý Hyundai tại quận Thanh Xuân, Hà Nội chào giá Santa Fe máy xăng bản đặc biệt còn 1 tỷ 80 triệu, thấp hơn mức nghiêm yết của thành công mô tô là 55 triệu. Tương tự với các phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp cho cả máy xăng và máy dầu, mẫu xe này đều đang được bán rẻ hơn đề xuất mà hãng công bố. Với doanh số gần 11.500 xe bán được trong năm 2020, Santa Fe là mẫu crossover 5 cộng 2 chỗ được khách Việt chuộng nhất trong phân khúc. Tuy nhiên sự xuất hiện của Kia Sorento với phiên bản nâng cấp hoàn toàn có thể đe dọa vị thế của mẫu xe này. Ngoài ra, các đối thủ cùng tầm tiền có thể kể đến Mazda CX-8, Ford Everest hay Toyota Fortuner. Mẫu Santa Fe đang được phân phối tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 4 và đến nay, hãng xe Hàn Quốc đã tung ra thế hệ thứ 5. Thực tế, Santa Fe 2021 hoàn toàn mới đã xuất hiện tại Việt Nam theo diện xe phục vụ đặc biệt và thành công mô tô tuyên bố chưa có kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới này. Giới chuyên môn nhận định, Santa Fe 2021 sẽ sớm về Việt Nam và động thái giảm giá phiên bản hiện tại là một phần nằm trong lộ trình. Không riêng Santa Fe, một mẫu xe hát khác là Mazda CX-5 cũng được đại lý ưu đãi trong thời gian này một đại lý trên đường Phạm Văn Đồng Hà Nội áp dụng chương trình giảm 10 đến 20 triệu cho CX5, tặng thêm một số phụ kiện như camera hành trình, lót cốp. Giá niêm yết mẫu xe này từ 839 triệu và cao nhất lên đến 1 tỷ lẻ 59 triệu. CX5 cũng nằm trong số những xe bán chạy nhất tại Việt Nam năm qua và đứng đầu phân khúc của mình. Thiết kế bắt mắt, dài sản phẩm rộng được xem là yếu tố giúp xe thu hút khách hàng Việt cộng dồn cả năm 2020, đã có 11.803 chiếc Mazda CX-5 tới tay người dùng trong nước thông qua Thaco. Xe cổ, xe cổ.